Thưa quý vị và các bạn, cầu Lim 2 nằm trên quốc lộ 49 đi qua địa bàn thành phố Huế. Do thời gian sử dụng đã lâu nên cầu đã xuống cấp nghiêm trọng và nguy cơ lún sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để nâng cấp sửa chữa cầu, đơn vị quản lý đã cấm xe có trọng tải trên 10 tấn lưu thông qua cầu. Điều đáng nói là khi không đi qua cầu, nhiều phương tiện giao thông có trọng tải lớn là chọn các tuyến giao thông phụ cận để lưu thông. Và hệ quả kéo theo là những tuyến đường liên phường ngày càng hư hỏng xuống cấp nặng hơn khi phải oan mình gánh tải gấp nhiều lần cho phép và tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Mục An toàn Giao thông về vấn đề này. Ở trục đường Tam Thai thuộc thôn Ngũ Tây, phường An Tây, vốn chỉ là trục đường giao thông nông thôn được đầu tư cách đây khoảng 10 năm khi Trung tâm Văn hóa Huyền Trân đi vào hoạt động. Là đường loại 5, đồng bằng, mặt đường rộng hơn 3 mét, tải trọng thiết kế không quá 5 tấn. Lâu nay thường chỉ có những chiếc xe tải loại nhỏ có tải trọng dưới 5 tấn cùng các loại xe du lịch lưu thông. Tuy nhiên trong khoảng 10 ngày trở lại đây, trục đường vốn nhỏ hẹp, quanh co, liên tục phải chịu sức nặng của những chuyến xe chở đất đá, cát sỏi với khối lượng hàng vài chục tấn lưu thông với tần suất cao. Và mặt đường ở đây đã xuất hiện những vết nứt lún gây quan ngại cho người dân. Trong vòng 10 ngày qua thì cái đoàn xe của Tuyết Liêm đi chở đất ở trong này ra thì tôi thấy rằng là cái đường thì có khoảng 3 mét thôi. Mà dân cư ở đây là trên 400 hộ dân. Trong đó có một trường viện Phật học Phật giáo ở trong này nữa. Mật độ buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa đi học về rất nhiều. Mà đoàn xe nó chạy một lần là 2-3 chiếc nối xe nhau, nối đuôi nhau, chạy vì cái tốc độ nhanh. Có thể có những người tránh không kịp lao vòng bụi. Dù xe tải hàng nặng chạy đường đi hư hết mà dân cư qua lại là rất nguy hiểm, mà chạy là qua mặt mọi người hết mà không quay không phanh nữa. Qua các ngã ba ngã tư là đều chạy nhanh hết. Không chỉ gây ách tắc giao thông hàng ngày mà xe chở vật liệu thường xuyên làm rơi vãi cát sỏi đã dăm xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người dân sống hai bên đường. Bên cạnh đó, một lượng lớn xe vận chuyển quá cỡ, quá tải thường xuyên lưu thông trên đường đã làm cho đường vượt tải nghiêm trọng. Chỉ chưa đầy 10 ngày, trên trục đường Tam Thai đã xuất hiện hàng chục điểm nứt nẻ lún sụt. Chiếc cầu duy nhất trên tuyến đã bị nứt hai mố, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đang ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là các cháu học sinh mỗi ngày hai buổi đi về. Thì cái này là yêu cầu cả cấp chính quyền địa phương để tạo điều kiện ra, mà thứ nhất là một là nới rộng đường, mà hai nữa thì ngăn cản những chiếc xe mà với có cái trọng tải lớn á, thì có thể là sắp xếp đến một tuyến đường nào đó để cho hàng được an toàn giao thông, cho hàng rất nguy hiểm. Và nhất là cái đoạn từ mà sáu rưỡi đến 7 rưỡi sáng, với là từ 10 rưỡi đến 11 giờ là cái giờ mà các cháu đi học về á. Những chiếc xe tải di chuyển với tốc độ cao chở quá tải quá khổ. Trong khi đó, những con đường vốn quá nhỏ hẹp, quanh co đang là mối lo ngại với nhiều người dân nơi đây. Nếu tình trạng phương tiện lưu thông chạy trái tuyến quy định này tiếp diễn và không được xử lý, thì đời sống của rất nhiều hộ dân hai bên đường sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Cùng với hạ tầng giao thông tiếp tục bị hư hỏng, thì mối lo ngại lớn nhất của người dân chính là những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cao đang hiện hữu mỗi ngày.